Chào tất cả anh em giang hồ nhá. Ngày hôm nay làm clip này để nói về luyện tập cách để cân xấu. Thì thứ nhất, mọi người cần có kỹ năng sẵn hoặc là mọi người cần có thiết bị và để luyện tập kỹ năng. Mọi người sẽ luyện tập bắn hít sọt cùng với đó là tập đặt keo nhanh. Đây là hai yếu tố chính để mọi người có thể cân được xấu, cân được nhiều người đó. Cách để mọi người có thể cân được nhiều người, các mọi người có thể solo 1 vết 4 vết 3 vết 5 gì đó. Đó là mọi người phải có được kỹ năng thứ nhất là hit shot, kỹ năng thứ hai là đặt keo. Kỹ năng hit shot thì quan trọng hơn kỹ năng đặt keo một chút xíu, nhưng mà nó cũng cỡ ngang ngang nhau, cũng chỉ là 60 đến 40% thôi. 60 dành cho bắn hit shot, còn 40 cho đặt keo thôi. Ví dụ như mọi người có khả năng bắn hit shot kinh khủng quá, mọi người chỉ cần ngã phát là vào đầu, giống như như kiểu C4 thì K cứ đưa thăm nha là vào đầu, đúng giống vậy. Thì mọi người không cần đặt keo nhiều lắm, mọi người chỉ cần đặt một cái che, mỗi lần mọi người bắn hít sọt xong mọi người che là được rồi. Nhưng nếu mọi người thầy có cái kỹ năng bắn hít sọt không được tốt, cảm giác tay không được tốt, thì thay vào đó mọi người phải có được khả năng đặt keo nhanh để mọi người bắn xong những pha bắn lỗi của mình thì đặt keo và né liền, để mọi người có thể bắn thêm được nhiều phát nữa để gỡ lại. Thì nó cũng là một cách cân. Đây là cái cách, có hai cách. Thì cái cách thứ nhất là mọi người bắn hít sọt tốt, cách thứ hai là mọi người bắn hít sọt không tốt nhưng mọi người đặt keo phải tốt. Thì tôi là cái dạng thứ hai, cái dạng mà tôi thích đặt keo nhiều, hay nói đúng là cái dạng này là cái dạng rất là màu mè đấy, cực kỳ màu mè luôn đấy. Thì được rồi, đến cái ván đấu tiếp theo thì có thể nói hai ván đấu này thì ván đầu tiên tôi đã thắng. Đến cái ván đấu thứ hai thì mặc dù có những cái pha gần như là muốn cân cả thế bạn rồi, nhưng mà gần như là muốn cân xấu rồi, nhưng mà tại vì vấn đề sức khỏe cũng như tâm lý của tôi đang bị suy đa. Sức khỏe thì bình thường thôi, nhưng mà ý của tôi là cái tay của tôi nó bắn cũng hơi bị mỏi tay chút. Cái lần này thì thanh niên này là cũng là chơi PC, bên bên đó cũng có PC nhưng mà thanh niên này đang chỉnh phím. Thành ra là thanh niên này bật ống ngắm nha, nhưng mà chỉ có ngắm thôi tại vì không có bấm được nút bắn. Tôi nghĩ là như vậy. Thanh niên đó là PC mà. Nãy tôi tạo phòng cùng với thằng bạn tôi cũng không tên chúng tôi đấy. Thì ván đấu này giờ tôi ăn được một thành và còn 5 thành. Và còn mình tôi nữa, là một mình tôi cân cân xấu rồi đó. Tôi cân hết một thành rồi, còn 5 thành nữa thôi. Thì pha xử lý này đúng thật là kịch tính. Tại vì bắn tôi bắn cái pha này cũng khá là kinh khủng, đặt keo cái kiểu búng nha bắn tiếp giống như là bro vậy, nhưng mà team bạn chặn hai đầu làm tôi nguy sợ hãi quá, tôi dớt xuống dưới, thế là trở thành một cái pha hơi bị đần. Nói thật thì ở cái map, cái phạm vi mà nó hẹp như vậy, ở cân xấu rất là gọi là có cảm giác tay luôn. Nói thật sự mọi người, tại vì mọi người chặn keo xong nó phải chạy vào cái đường keo, mọi người sẽ có việc ngắm bắn thôi. Cái này thì với thêm cái khả năng đặt keo của tôi đó, phải gọi là tôi toàn bắn được một hai đầu thôi, không có gọi là full đầu rồi chết nó được. Thành ra là tôi là cái dạng đặt keo đấy, mặc dù có thể nói là tôi không đặt keo mình nhiều người ở trên clip của tôi đâu, nhưng mà phải gọi là tôi là cái dạng đặt keo chứ không phải là dạng bắn hết sọt, tại vì khả năng bắn hết sọt tôi khá yếu đấy. Ván này tôi bắn thằng nào cũng yếu quá rồi, nhưng mà tụi nó đông quá tôi ăn được có thằng thôi. Cái này mà cân được 6 là hơi bị hay đấy. Thì còn mấy cái ván còn lại thì hầu như là tôi chết đấy. Đấy, tôi bắn nó hit shot hai thanh niên AFK rồi. Từ cái ván đấu nãy là tự nhiên có hai thanh niên AFK luôn, tôi chả hiểu sao tự nhiên là hai thanh niên nó AFK luôn. Đấy, thì xong cái pha bắn này thì như có vẻ như là tôi thua tận mấy ván nữa, tại vì cái cảm giác tay tôi nó ảo Canada lắm. Tại vì càng bắn thì người ta sẽ càng có cảm giác tay, nhưng tôi là khác. Tôi bắn tôi thì đúng thật là như vậy á, nhưng mà tôi bắn tầm ván là cái ván sau tôi bắn kiểu tay tôi kiểu mỏi, đó là vấn đề sức khỏe với của tôi là tay tôi hay bị mỏi. Còn mọi người tay không mỏi thì mọi người có thể bắn, ví dụ như nhiều người chảy mồ hôi lắm, ui cái chảy mồ hôi này kinh lắm này, nhưng mà mọi người chảy mồ hôi thì mọi người tìm cách khắc phục bằng cách là mua bao tay và là mọi người dùng phấn phấn đấy, phấn dôm rồi đồ đó. Còn nếu mọi người bị vấn đề mỏi tay giống tôi thì mọi người bị bẻ mẻ khớp đi. Chứ tôi biết làm gì giờ. Cái vấn đề mỏi tay giống tôi này nó hơi hơi mệt. Mọi người tốt nhất nên nên vận động nhiều để tay chân nó khỏe khoắn, nó không có gọi là bị mỏi, thì mọi người sẽ đỡ bị mỏi tay.
tôi cứ ngồi chơi game giết với ngồi học online, thành ra cái vấn đề sức khỏe hơi bị thật đấy. Mọi người nhìn như mấy con boss đúng không, nhưng mà công qua kinh khủng lắm, bắn kinh khủng lắm, chịu thua thôi. Ui sợi. Ok, thì sau cái ván đấu vừa rồi thì tất cả mọi người đã thay đổi rồi. Bây giờ cái trận đấu này mình máy mình thì lắc quá nên mình quay được có tới đoạn kia là mình thấy nó lắc quá mình bỏ đi rồi. Thì cái trận đấu này nó hơi buồn là tại vì cái team bạn nó cũng bị áp ca rồi, thành ra cái ván đấu chỉ còn lại mình đấu với hai ba thanh niên rồi thôi. Suy ra là cái ván đấu này nó cũng hơi buồn, nhưng mà một cái người mà gọi là ít điều kiện mà có thể thấy mình rất là ít súng. Nếu mà mọi người thích muốn có mấy cái súng đẹp thì mình có một cái nick của thằng bạn nó nói chung là full súng rồi, à cũng gần full súng rồi, nhưng mà mình mượn thì mình làm clip thôi chứ mình cũng mình chơi game mà cũng kiểu mình là dạng người thích chơi game kỹ năng, thành ra là mình rất là thích bắn game thì kiểu kỹ năng nên mình ít khi cần súng lắm, mình cũng không cần súng cho lắm. Còn đồ mặt thì có thể đây là server Indo mình nên thật ra không có nhiều đồ, thật ra mình mặc cái bộ đồ nhìn hơi ngáo đá này, mọi người cũng phải thông cảm đấy. Thì clip chỉ còn lại những cái pha bắn của mình và giết mấy cái thanh niên này thôi. Mấy thanh niên thì chơi núp rồi cái kiểu rồi AFK, nói chung là mình là chơi cái tạo phòng này để chủ yếu là luyện tập kỹ năng đặt keo cùng với như là bắn headshot cùng với là các tình huống xử lý để gọi là bắn được cái gọi là dịch trần cũng sẽ cân bốn được thôi. Invicta thì người ta chia sẻ là một ngày là bắn tới 12 tiếng đồng hồ hay 8 tiếng đồng hồ gì đó. Mình thì mình nghĩ là mình cũng cùi cùi thôi, mình luyện ngày 4 tiếng là được rồi. Mình luyện ngày 4 tiếng là kỹ năng mình được tập này chưa đến 4 tiếng đâu, mình luyện cái tầm 2-3 tiếng thôi. Bây giờ trận đấu thì mấy thanh niên AFK gần hết rồi, còn mỗi thanh niên một cao này thôi sao. Xong cái ván đấu này thì hình như là tụi nó AFK rồi, mọi người muốn xem tiếp thì mọi người xem. Nói chung clip mình chỉ còn vài giây nữa. Chúc mọi người một ngày mới sức khỏe cùng với điều may mắn trong cuộc sống này, bắn thêm hơn chút nha. Bye bye.